Nhiều anh chị có hỏi mình là tại sao mà bác lại được vợ yêu mến thế, lại được các bạn chị em phụ nữ yêu mến thế, đó là vì sao? Tớ luôn kết hợp giữa món quà và tình yêu vào với nhau. Nhiều tiền thì tớ chẳng có đó, nhưng món quà 500-700 nghìn, 1 triệu lúc nào tớ cũng sẵn sàng cho chị em. Hôm nay tớ sẽ dành tặng không những cho chị em, thậm chí bố mẹ vợ, thậm chí ông bà ở quê, 1 chiếc loa phải nói là mới tanh con nhà bà đanh đó. Chiếc loa này các bác nhìn đây, hộp bên ngoài đây để cho anh em mình đi tặng quà người ta đó, bên trong nó này, úi giời, còn nguyên mùi mới các cụ ạ. Đây này, có phải sách đẹp không, đỉnh cao chưa, này nút nguồn này đó, đây đấy, có đèn luôn, có echo luôn, có tiếng mic luôn, đẹp chưa, đèn led này đó. Nhưng chiếc loa này có USB có thể nhớ, người ta tiết kiệm lắm. Đằng sau anh em nhìn này, này cậy cho anh em xem. Đấy, làm rất là thông minh đấy. Có cả cổng mic riêng biệt luôn nhá, có USB có thể nhớ nhá, được chưa, có cổng out ra lấy nhạc vào nhá. Đấy, xịn sò chưa. Đây cho anh em xem hai cặp mic của nó, bá đạo luôn. Chiếc mic này đẹp cực kỳ luôn. Tại sao đẹp, cho anh em xem tại sao đẹp. Đó, cho anh em xem tại sao đẹp. Hai micro song ca, ông hát bà khen hay, mẹ hát con khen hay. Hai chiếc mic rất là đẹp như thế này cho anh em xem. Wow, anh em nhìn thấy chưa, đèn led. Wow, alo, bây giờ mình cho ông nước mic đây này, alo, 1 2 3 4. Đây nó chỉ là cái tiếng giọng mộc mà chúng ta có thể nói chuyện được đấy. Tiếp theo là lên echo, alo, 1 2 3 4 5 6. Mình nghe thấy tiếng vang mà đó, ở đây tăng lượng, tăng giảm âm lượng ngay ở trên thân mic này. Alo, 1 đây mình giảm âm lượng này. Đấy. Magical voice 1. Alo, alo. Magical voice 2. Alo, đây là giọng voice, ông già này. Magical voice 3. Alo. Alo. Magical voice 4. Alo. Original singing mode. Alo. Alo. Đây là giọng hát karaoke nhá. Hai chiếc mic này có đèn led luôn, sáng rất là đẹp luôn cho quý vị. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử kết nối karaoke quý vị xem. Anh em nghe này, đây cái lối con loa này nhé, Bluetooth này. Đấy. Nó là Bazerty 200. Đấy, Bazerty 200, con này rất đẹp luôn. Bây giờ mình test nhạc cho anh em nghe nhé. Này, tình em là đại dương karaoke. Đấy, cái lối Bluetooth luôn. Đấy, 5.0 luôn. Này, lên nhạc. Đấy, anh em nghe thử nhé. Quảng cáo này, xem âm thanh nó phát ra này. Con này mà đi du lịch đi chơi thì hết lực chậm. Không đỡ được. Con này 10 điểm nhiều bao nhiêu các bạn? Đấy, 10 điểm bao nhiêu nhà thì hết. Đấy, nghe nhạc nhá. Em nghe nhạc thử xem có hay không nhá. Nhạc nghe đi. Đấy. Tiếng chim hót. Alo, alo, 1 2. Từng con sông sâu ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gợi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa. Mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra nơi này quấn quýt bên nhau. Bây giờ mình demo hát thử bài Tình Em Là Đại Dương. Các bác nào có thích chiếc loa này thì bình luận xuống dưới nhá. Xin chào.